Chào các bạn, hiện tại thì Trung đang đứng tại keyboard Lotus. Đây là keyboard rất sáng tạo về sinh thái. Họ tận dụng mọi thứ và họ cố gắng đơn giản hóa cuộc sống của mình và làm cho cuộc sống mình dễ dàng hơn và gần gũi với thiên nhiên hơn. Như các bạn thấy ở đây thì với ngôi nhà của người Do Thái thì khá là nhỏ chứ không có to, và cây cối hoa rất là đẹp, đầy màu sắc, và đặc biệt là còn có cả cây phượng ở đây nữa. Và mùa đông thì cho lá rất là nhiều và cho bóng râm rất là nhiều. Và sau khi mà Trung học và Trung làm việc ở đây á, Trung thấy là có nhất thiết là mình phải có một ngôi nhà to hay là sống giữa thành phố hay không? Trung thấy rằng nếu mà chúng ta chọn một ngôi nhà nhỏ hơn nhưng mà có một cái khu, có diện tích đất nhỏ này, có trồng được cây cối, rồi có những người yêu thương xung quanh mình, thì cuộc sống mình nó sẽ vui hơn là mình phải sống ở trong một cái thành phố chật chội với một ngôi nhà to nhưng mà nó rất là lạnh lẽo, thà nhỏ nhưng mà ấm cúng. Hàng ngày Trung thấy những bà mẹ hay dẫn những cái đứa con Do Thái của mình đi chơi qua nhà hàng xóm chơi, hay là ra vườn trồng hoa, hay là đi ra những khu công viên chơi, và những người già thì chạy những cái xe điện đi lòng vòng thăm người này người kia, hoặc là những công việc mình yêu thích. Thì cuộc sống rất là đơn giản, tại sao lại yên bình như vậy? Và nhất thiết là Trung tự hỏi bản thân mình, có nhất thiết Trung phải kiếm một cái nhà thật to và sống giữa thành phố ồn ào náo nhiệt hay không, hay thực chất cuộc sống chỉ cần đơn giản, yên bình và gần gũi với thiên nhiên là được. Thì sau khi mà Trung hỏi những người Do Thái ở đây, họ nói rằng họ thích cái cuộc sống ở giữa sa mạc, không phải vì sự khô cằn mà vì họ gần gũi với thiên nhiên. Họ sống những cái ngôi nhà nhỏ, có những cái nhà như là cái container vậy, người ta xếp cái container vô hai cái container lại, người ta thành một cái nhà, không cần phải xây tường hay là làm móng hay là làm cao tầng cho nó mất thời gian, mất tiền bạc công sức. Người ta làm nhỏ thôi mà bên trong vẫn có đầy đủ những cái tiện nghi, những thứ thiết yếu đều có hết, và con cái của họ vẫn được giáo dục một cách rất tốt bằng cái tư duy Do Thái, cũng như là đi học và làm việc với thiên nhiên, trồng hoa, làm cây, bắt bướm, coi cái quy trình nó lớn lên như thế nào. Và từ đó trẻ con của họ cũng cảm thấy được, cảm nhận được cái niềm vui mà thiên nhiên mang lại. Và Trung luôn luôn tự hỏi với bản thân mình, liệu Trung có còn muốn ở trong thành phố và ngôi nhà to nữa hay không?